Tiếp nè. Ở đây là con này. Đây có con đây. Đúng rồi con. Tháo ra tiếp. Nghe tách không? Chị trơn quá, cho cái khăn nào. Bố mẹ thôi, đừng nuốt tay cô vô nhá. Tiếp này, khổ ra, nó trơn quá nữa. Cứng lắm này, ngày ngực em cứng lắm này. Thấy lỏng mạnh không? Nó có sữa nó mới ấy. Thì con này nó cũng chịu, cũng cố gắng lắm đó chứ. Khi mà chị thả ra là nó buông, bởi vì thả ra là nó cái phần này nó bong ra, nó nặng quá, nó không có giữ được. Chị phải làm này cho mềm cho xíu và em sẽ hút sữa vài ngày cho nó mềm. Con ăn bú xong hút, cứ tập. Rồi chị sẽ theo em khoảng 3-4 buổi gì đó. Cố gắng cho con bú nữa. Cứng nhất nhỉ. Còn sữa nhiều không ạ? Này, nhìn sữa ra, tiếp sữa này. Tiếp này. Nó hả to thế chứ, nó biết cái này bự nó phải hả to đó, thấy không? Không, đập lên mũi nó hạ xuống như vậy đó. Tiếp nào. Trời. Tiếp, giỏi quá chừng mà mình gái rồi. Rồi, có con đó, có con đó, có con đó, con làm chỗ tiếp nào. Tiếp nào. À, lúc này ai giật sữa ra đây, cô xin lỗi nha. Trơn quá em. Đổ chị nằm cho nó mi. Nó bú được cái nó mềm bầu bú lại. Cứ hút liên tục cho nó mềm ra, bữa sau chị đến tập tiếp. Phải mềm nên bác con mới chịu được. Hôm nay chỉ tập phần xảo rồi. Tắt đi. Nếu ở uống sữa mẹ mà mẹ sữa mẹ mát nữa là nó lớn. Thôi bú ngon này. Nhìn thấy không? Luôn. Mẹ thả tay em ra cho em giữ cái ngực mẹ lại ha. Đói quá nè con gái ơi, thương quá.